Chào mọi người đã đến buổi nhận định của thị trường của chứng khoán Nam Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ bàn về tiêu điểm thị trường ngày hôm nay về chỉ số hay lại hiện tại với tiêu điểm là thị trường tăng tiếp tục tăng và một số ngành trong bất động sản và một số con như VIX, VRE thì tiếp tục là tiêu điểm của ngày hôm nay khi mà những lúc mà mã cổ phiếu ngành bất động sản đang tăng khá là mạnh trong hôm nay như VIX và VRE, và hôm nay cũng có người nhà bất động sản thì có thêm một con khá đặc biệt là cái con CCN đấy, cũng hôm nay cũng đã tăng. Trước đó thì VRE hay là VIX cũng đã tăng, thì hôm nay thêm một con CCN cũng đang tăng trần, thì đây cũng là một tiêu điểm của ngày hôm nay em sẽ nói đến. Trước khi em đi qua về nhận định trường, về phân tích và phân tích cổ phiếu và điểm qua thị trường, thì những anh chị nào theo dõi kênh của em ấy, thì có thể cho mình một nút like, một nút subscribe kênh để đăng ký để sớm nhận được những thông thông báo nhất về thông tin và video mình đăng hàng ngày. Và mọi người có thể cho mình một like để ủng hộ kênh. Những ai mà chưa có tài khoản thì tài khoản đầu tư chứng khoán thì có thể là quét vào mã QR này và đăng ký mở tài khoản và ID của mình vào để được đưa vào nhóm du khách hàng giúp bên mình để mình hỗ trợ trong quá trình đầu tư. Đây là mã quét QR vào nhóm Zoom cộng đồng, mọi người có thể vào để tham gia cùng bàn luận. Và quay trở lại buổi nhận định thị trường ngày hôm nay, thì với tiêu điểm thị trường tổng khối lượng giao dịch hôm nay tài khoản là khá là cao, là 22.000 tỷ. Trung bình hiện tại thì tổng khối lượng giao dịch đang đạt trung bình là 22.000 tỷ, và từ 20 đến 22.000 tỷ là giao dịch trung bình, và tổng khối lượng giao dịch thanh khoản là 2.240 tỷ. Hôm nay thì trong nhóm VN30 thì có 10 mã tăng và 16 mã giảm. Hiện tại chỉ số VN30 đang đóng ngưỡng 1.241 điểm, tăng nhẹ 1,45%. Trong nhóm hồ sơ đấy thì có 245 mã tăng và 231 mã giảm. Hiện tại chỉ số VN-Index đang nằm đến ở 1230 và tăng 5 điểm. Trên HN-Index thì có 75 mã tăng và 83 mã giảm. Upcom thì có 143 mã tăng và 112 mã giảm. Hiện tại thì trong phái sinh ấy, thì hôm nay chỉ số phái sinh F1M thì giảm nhẹ, giảm 1,45 điểm, giảm 0,3%, à 0,3 điểm, 3 0,3 biên độ. Về khối lượng hợp đồng thì hôm nay khối lượng hợp đồng là 133 hợp đồng, và cái biên độ khi thị trường tăng giá này thì khả năng là sẽ có một lần trong phái sinh sẽ có lợi thế ở pha, nếu mà thị trường giảm mạnh thì sẽ phái sinh sẽ có lợi thế hơn, nhưng hiện tại thị trường tăng thì phái sinh thì đang hiện tại cũng không có lợi thế mấy, nên là mọi người nên là khối lượng hợp đồng là khá là ít. Bình thường là những khối lượng hợp đồng rơi vào tầm 2.000 200.000 đến 300.000 hợp đồng, hôm nay thì khối lượng hợp đồng khá là thấp. Hôm nay nhận thấy là chỉ số Dow Jones này, Dow Jones đang giảm này, Dow Jones là 0,05% rồi này, và tiếp theo về hôm nay về biến động thị trường ấy, thì mọi người nhận thấy là thị trường hôm nay thì đã có sự phân hóa và biến động khi mà thị trường đã chạm ngưỡng 1.230 thì đã có những phiên mà thị trường rung rũ và nhiều con đã có sự điều chỉnh ở biểu hiện như SHB này, và một số con như NRC này hay là hóa chất thì có GVR đấy, con đấy cũng đã có lúc điều chỉnh và hiện tại thì vẫn đang giữ được ở mức giá là 26 27 điểm. Thì con GVR thì cả khả năng sẽ có những nhịp điều chỉnh tiếp theo để mọi người cũng chú ý quan sát.
hay như con chứng khoán như con VND thì cũng đã có những đúng lúc nó đã điều chỉnh nhẹ. Với tiêu điểm thị trường là VIX hôm nay thì vẫn đang xu hướng tăng. VIX thì hôm nay vẫn đang trong xu hướng tăng, còn VIX này. Đây, VIX vẫn đang trong xu hướng tăng. Tăng 3 3 4 cây 2 3 cây liên tiếp rồi này. Và mọi người có thể lưu ý cái con VIX này thì có thể lưu ý sự quan sát ở ở mức mốc là 49 nhá. Thì con này khả năng sẽ có những nhịp điều chỉnh nhẹ ở giá 49 này. Nên là mọi người có thể cân nhắc, nếu mà chưa mua thì có thể cân nhắc mua. Còn nếu mà ai sợ con VIX này thì có thể cân nhắc là ngồi ngoài quan sát. Hay con VRE này. VRE này cũng đang chạm ngưỡng cản này, cản này cản cũ 27 nhé, cũng băng tăng xuống tăng thôi, vẫn đang tăng ạ. Hay như con hôm nay có con CCN ngành bất động sản, thì hôm nay mình đánh giá con này đã bật bật qua ngưỡng cản 8.3, khả năng xuống vẫn tiếp tục tăng lên này, và kỳ vọng đang là 9.2, có thể là sẽ tạt về target là đỉnh cũ là 8.9.2. Nên là mọi người có thể nếu giữ, nếu giữ thì có thể vẫn đang giữ được. Dịp này thì nhưng mình cũng lo lắng rằng sẽ con này sẽ có điều chỉnh là ở nhẹ ở đây, nên mọi người chú ý quan sát và theo dõi. Tiêu điểm thị trường thì nhìn chung thì thanh khoản ngày hôm nay, về thanh khoản thì thanh khoản ngày hôm nay khá là cao. Nay so với ngày hôm qua thì cũng không, so với ngày hôm qua thì không không cao bằng ngày hôm qua về di sản không hồ xe, còn HNX thì lại cao hơn. HNX thì cao hơn ngày hôm qua. Upcom thì Upcom cao hơn. Upcom thì nay giảm gần một nửa so với ngày hôm qua về thanh khoản. Upcom nay không số lượng giao dịch khá là ít. Hôm nay thì nước ngoài thì đang mua mạnh ở một số con như MSB này, hay là VIX này, hay là Vinhome này, VIX này, Vinhome này, VRE này, đây. Tất cả những con trụ nhánh chóm VN30 thì đều đang được nước ngoài đang mua khá là mạnh. Sell cũng thế này, sell cũng được, hay là DD này, hay là HUT này cũng đang, MVS này chứng khoán này cũng đang được ở nhóm, đang được tích cực khi mà nhóm nước ngoài đang bắt đầu gom lượng cổ phiếu ở một số mã này đang bán ra ở SHS này, hay là PVS. Tự doanh thì đang nhận thấy là đang mua mua lại một số con như con NAS này và area ngành hóa chất đang bán ra ở Novanem này, HBG này, TCB này. Hôm nay thì khối lượng doanh đang bán mạnh ở một số bất động sản. Con HBG thì đang đang điều chỉnh nhẹ ở giá 29, 28, 29. Ngành hôm nay tích cực, dòng tiền vẫn tiếp tục vào ngành tài chính và ngành công nghiệp. Công nghiệp thì hôm nay thì Pogex này, CII này, VCG, VC1 vẫn đang trong xu hướng tích cực, vẫn nhìn vẫn quá trình giao dịch vẫn tiếp diễn, lực mua bán vẫn còn. Hay là con HAH này cũng đang tăng nhẹ, vẫn vẫn tiếp tục tăng. Ngay ngón tài chính thì bất động sản Novaland thì đang điều chỉnh nhẹ ở giá 17. VIX thì đang hôm nay thì tăng nhẹ 0.4 điểm. À, con VIC, VX là ngành chứng khoán tăng nhẹ 0.4 điểm. VND, hôm nay VND đang điều chỉnh ở giá 23. SHI thì đang điều chỉnh ở 35.5. Có mấy con này cũng đang tăng nhẹ lại, tích cực trong ngành chứng khoán, ở ngành bất động sản, ngành chứng khoán vẫn có những con đang tích cực. Tiếp theo là về nhận thị trường ấy,
Thứ hai là mình sẽ nhận định thị trường cho mọi người về thị trường ngày mai và những phiên tiếp theo. Hiện tại chỉ số VN Index thì hôm qua mình đã nhận định là tỷ số tiếp tục tăng thì hôm nay vẫn tiếp tục tăng lên, chưa có nhịp điều chỉnh gì cả, vẫn xu hướng là vẫn đang tăng. Và mình đang kỳ vọng trong tuần tới, trong tuần này và tuần tới thì đang kỳ vọng là nó sẽ đạt cỡ là 1250 và xu hướng là đang tiếp tục là xu hướng tăng. Gần chạm ngưỡng những cái mốc này thì có sẽ có những điều chỉnh ở đây, những điều chỉnh gọi là điều chỉnh ngắn hạn thôi, nên là khả năng mọi người sẽ bị sợ hóa hãi và có thể sẽ bán hàng ở đây. Nên là mình theo dõi thì khả năng là cái nhịp này thì nó vẫn tiếp tục tăng, và nó nếu mà muốn bán thì mọi người cân nhắc là bán ở chỗ 1250 hoặc 1260, thì khi đó thì nó phải đứng mạnh hơn, thì nó có dụng rung rũ và biến động giá mạnh hơn, nó sẽ giảm mạnh hơn thì mọi người nên cân nhắc bán. Còn hiện tại thì nó vẫn đang giữ được, thị trường vẫn đang tự nên chỉ số VN-Index vẫn tiếp tục đã tăng lên, nên là nếu mà ai mua thì vẫn có cửa là vẫn mua ở đây được, vẫn cân nhắc mua tiếp và mua khả năng giữ đến 1250 thì khả năng sẽ chốt. Với chỉ số tích cực như thế này thì mọi người tin tưởng là thị trường sẽ tiếp tục lên thôi. Hôm nay thì khối lượng khi mà nó bục cái hẳn một cây nến Humber tăng vẫn tiếp tục tăng, và tăng từ 1224 đến 1230, tăng tận 5 điểm rồi. Nói chung là nhận định thì về dài hạn ấy, thì xu hướng dài hạn là xu hướng tăng, nên là mọi người yên tâm về cái mức này. Có thể nó sẽ tầm 250 sẽ có điều chỉnh phản ứng, điều chỉnh nhẹ một chút thôi, nhưng điều chỉnh nhẹ thì có thể là sẽ về một chút chút ở 1200 hoặc là 1160 thôi, nó cũng cùng lắm nó chỉ điều chỉnh nhẹ một chút ở đấy. Còn xu hướng dài hạn thì vẫn là xu hướng tăng, nên là cầm hàng thì nếu một ai bánh trung hạn và dài hạn thì khả năng tầm này vẫn tiếp tục vào và giữ. Tiếp theo về về thông tin thị trường ấy, thì đây là phần thứ hai về thông tin thị trường. Thông tin thị trường thì chỉ số VN-Index thì mình đã nói rồi, và tiếp theo phần 3 thì mình sẽ nói về cái phần phân tích của số mã cổ phiếu đầu tư. Và hôm nay tiêu điểm thì có VIX rồi này, bất động sản thì mình cũng nói về VIX, hay là VRE rồi này. Thì mình nói qua một số con khác nữa như con NDD này, NND đây cũng là cái con mà mọi người cân nhắc và chú ý này, sẽ có nhịp điều chỉnh ở đây này, có thể sẽ có nhịp điều chỉnh ở đây 11 11.7, hoặc là nhiều người sẽ cân nhắc chốt hàng ở giá 12.3. Nếu mà mình đầu tư con này thì mình cũng có thể sẽ cân nhắc chốt hàng ở giá 13 12.3 này với con này, vì hôm nay con này tăng nhiều cây nến khá là đẹp, tăng từ 10 đến hiện tại thì bây giờ cũng lại khoảng 10% rồi. Nếu mình cân nhắc có thể cân nhắc chốt ở đây 11.6 để chốt nhận chốt ở một phần và chốt tiếp ở 12.3 nếu đầu tư ngắn hạn. Còn với người đầu tư dài hạn thì người ta sẽ giữ, người ta sẽ đợi cao hơn tầm giá vượt qua giá 12 chấm giá 13 để chốt ở giá 10, 14 hoặc 15. Còn nếu ai đầu tư ngắn hạn thì có thể cân nhắc chốt ở ngắn hạn ở giá 12.3. Tiếp theo là một số con như về ngành chứng khoán thì mình có nhận định là một số con MVS này. MVS thì hiện tại thì đang vẫn xu hướng tăng thôi. MVS thì mình đang cân nhắc thì đang chốt lời, khả năng chốt lời ngắn hạn thì có thể là chốt lời 22 28, và cao hơn thì nếu mà kỳ vọng cao hơn, kỳ vọng xa hơn thì có thể chốt ở giá 30. 30 là cái vùng cản này này. Đây, một cản thứ nhất ở đây.
ở giá 28, hay là một cả ở đây kỳ vọng cao hơn, kỳ vọng xa hơn thì nó sẽ chốt, mọi người đã cân nhắc chốt hết ở tầm 30, giá vùng giá 30 đối với con chứng khoán S MBS. Hiện tại thì MBS vẫn đang chu xu hướng tăng, tăng từ đây đến đây khoảng tính sơ sơ cũng tầm là 18 đến 20% rồi, cũng là con số khá là lợi nhuận khá là cao. Trước đó nhiều người đã mua ở giá 15, 15 thì tính sơ sơ cũng tầm 70%. Nếu mà ai giữ được sâu ở giá 15 này thì hiện tại khá là cao, thì lợi lợi lời lời khá là cao. Còn SHS này, SHS thì hôm nay thì ai mua được ở giá 16.6 này khá là đẹp này. SHS thì mình cũng nhiều lúc mình canh con SHS ở giá 16, 17 này. Mình cũng hay thích, rất thích con SHS này khi mà nó đánh giá xuống đây. Canh nếu mà anh canh mua ở đây, mua 16, 15 đây thì hiện tại cũng đang lãi sơ sơ khoảng 7-8%. Với cuối con này thì rất nhiều người thích canh ở những giá dưới này, xong đánh ngoặt lên, xong lại tăng lại điều chỉnh ở đây, lại điều chỉnh ở giá 18, 18.6. Con này thì vẫn đang các chỉ báo Bollinger Band ấy, thì mình thấy là Bollinger Band đang bóp rất chắc, rất chặt, rất hẹp ở giá hiện tại là 18 và 17, 18.7 này, đang bóp rất chặt ở hai vùng giá này. Hy vọng nó sẽ bung một phát lên. Nếu mà bung phát lên thì khả năng sẽ đạt target là 18 và 19.8 và 20. Nếu nó bung một nhịp mạnh ở đây thì nó sẽ khả năng sẽ cao hơn, nó sẽ tăng mạnh ở một giá có thể đạt target là 20, hoặc là ngắn hạn thì có thể là 19.7, 19.8. Con này vẫn đang tích những nền ở giá 18 này. Khi mà nó quật ở xuống một cây nến, giảm xuống một cây nến 16 thì ai nếu ai bắt được thì khả năng bây giờ vẫn bắt được thì khá là đẹp, khi mà nó đang lại có điểm lại nhất định rồi. Tiếp theo về một số con ngành khác, con tích cực, một số con tích cực trong ngành chứng khoán như VIX này. VIX thì cũng đang Bollinger Band bóp hẹp ở giá tích những nền, bóp hẹp ở giá 17 này, bắt đầu bung lên rồi này, bắt đầu có nhịp bung lên ở giá 13, 18 này, đây là nhịp bung lên này, bắt đầu nhịp bung lên ở giá này này, thì mọi người có thể cân nhắc giữ hàng và tiếp tục canh, tiếp tục giữ nhé. VND, VND thì đang bung rồi này. VND trước đó thì nó bóp bóp hẹp, Bollinger Band hẹp ở giá 22 này. Bây giờ bắt đầu bung lên rồi này. Cái nhịp này nhịp bung lên rồi này. Bung vượt lên giá 22, bắt đầu điều chỉnh ở giá 23. Và mọi người có thể cân nhắc vẫn giữ được. Con này vẫn giữ được, và target có thể là nếu mà nó vượt qua được giá vùng giá này, vùng giá 23 này thì target có thể là sẽ về cái đỉnh cũ 24 hay 24 25. Nếu mà con này vi phạm thì nó phải đánh dưới ở xuống ở dưới 21 rồi, thủng dưới 21.5 thì nó sẽ là vi phạm. Tiếp theo là ngành ngân hàng. Ngân hàng thì hôm nay thì có Vietcombank thì đang mình thấy là Vietcombank cũng đang thấy có nhịp vào một chút, khi mà có dòng tiền vào một chút này, nhịp Vietcombank đang đánh vượt lên ở giá 89 này, đang có nhịp vào này. Mọi người nếu ai canh, anh thích ngân hàng thì có thể cân nhắc vào này. Còn
có thể nó sẽ về cái vùng vùng cũ, vùng cũ là 93. Sắp lại có nhịp vào tiếp ở Việt ngân hàng. Con này thì đang điều chỉnh, trước đó đã điều chỉnh ở giá 89 này. Bây giờ nó có nhịp vào rồi. Tăng vượt cây nến này thì lại khả năng lại quay lại đỉnh cũ thôi, lại 93. Nếu tầm đấy thì mọi người cân nhắc vào đây thì mình tính sơ sơ cũng 3,4%. Còn vượt, nếu mà vượt qua được cái đỉnh cũ này thì target có thể cao hơn, nhưng trước đó thì nó cần chạm với mình với cái ngưỡng cản 93 này, mình thấy là chưa thấy vượt hai lần, là hai lần đạt cái ở ngưỡng cản là 93 rồi, mình chưa thấy nó vượt qua, nên là mình cũng khả năng ai thích thì có thể là đầu tư thôi, còn như mình thì mình không thích đầu tư con này vì nó tỷ lệ tăng lợi nhuận nó cũng không không cao. Nếu mà nó về cái vùng 93 thì lợi nhuận chỉ khoảng 4-34%, tầm này thì 34%. Thứ nhất là nó tạo hai cái đỉnh ở đây rồi, một cái đỉnh ở 93 giá từ tháng 7 này không vượt được này, và thứ hai là cái chỉ 93 ở giá vào cuối tháng 10, tháng 1 2024 này, nó tạo ra hai cái đỉnh ở đây rồi, thế là mình cũng không cân nhắc là đây một cái đỉnh ở đây, một cái đỉnh ở đây nữa, nên là mình cũng không không thích con này. Nếu ai thích đầu tư thì có thể mọi người có thể cân nhắc vào, có thể ăn ngắn hạn một chút được khoảng 2-3-4% thôi. Con CTG trước đó thì ngành ngân hàng, con CTG đang điều chỉnh rồi này. Con CTG thì trước đó thì mình có khuyên ở giá 32 một chút, cắt gắn hết ở giá 36. Thì nếu mà ai thích đầu tư con CTG này thì cũng đã ngoài khoảng 14% rồi. Thì cái vùng này thì nếu mà ai ai có thể cân nhắc thì ra hàng, và khi nó điều chỉnh tiếp sau cái điều chỉnh này thì hãy quay lại mua tiếp. Và nói chung là ngành ngân hàng hiện tại thì một số con đã tăng trước đó rồi, thì hiện tại thì có thể nó sẽ không dịch tăng nhẹ lại đâu nữa, như con STB này trong trước đó đã tăng khá là nhiều rồi, hôm nay thì cũng có nhịp điều chỉnh nhẹ ở đây. Trước đó thì nó tăng từ giá 26 đến giá 31 rồi, tăng cũng khá là nhiều rồi, tầm 19-20% rồi, thì nó đang có đã phải điều chỉnh nhẹ ở giá 29 và 30, nên là ngành ngân hàng thì một số con đang có trong trạng thái điều chỉnh rồi thì mình không thích vào nữa. Nên là ai thích vào ngành ngân hàng thì có một số con tích cực như hiện tại thôi, có thể nó sẽ có lãi, nó cũng không được cao lắm, lãi khoảng 2-3%, cao nhất thì khoảng 4-5%. Thế là mọi người cân nhắc có chuyển sang ngành bất động sản hoặc là chứng khoán. Chứng khoán thì cũng hiện tại thì cũng nhiều con đang đang có tích cực, có dòng tiền vào. Nên là vào ngành công nghệ, công nghiệp thì hôm nay thì một số con cũng có dòng tiền vào tích cực như HPC này, hay là MST này, con MST này tăng khá là mạnh rồi này, cây nến Bollinger Band bung lên trên rồi này, con này thì đang vượt qua đỉnh cũ rồi này, đây cái đỉnh cũ này, ở đây là cái đỉnh gần nhất này, nó bung lên nó vượt qua rồi này, thì mọi người có thể cân nhắc là xem xét vào con những ngành đầu tư công này, về xây dựng này, xây dựng này, đầu tư công này. Ok, trên đây là mình đã đi qua về phân tích qua một số mã cổ phiếu. Nếu mọi người có thể cho mình nút like, nút đăng ký kênh để ủng hộ. Và nhớ ai chưa mở tài khoản thì có thể là cân nhắc vào vào đây mở tài khoản, và vào đây vào nhóm vuông cộng đồng của mình để trao đổi thông tin. Và video hôm nay thì mình điểm qua một chút thôi, thì mọi người cũng có thể là tham khảo nhận định này của mình. Ok, mình xin phép được kết thúc video đây.